Thực ra đề này khá là khó khó với em vì kiểu như là có những hình nó chỉ sai lệch với nhau không đến 1 mm. Bình thường em làm là trên một mặt phẳng, còn đây là màn hình cong. Vì giả sử như là đây 3 điểm không thẳng hàng trên mặt phẳng, nhưng mà khi mà chuyển sang mặt cong thì mọi người sẽ bị đánh lừa bởi thị giác, có nghĩa là nó sẽ thành một đường thẳng. Và nếu khi mà mọi người mà lấy ba cái này mà nối với nhau thành đường thẳng thì sẽ bị sai. Vì vậy là các cái tam giác ở trên màn hình cong này là tỷ lệ là không chính Hơi xác. sai biệt. Vì vậy là em đã có một giải pháp, đó chính là em nhìn qua cái màn hình độ cong màn hình này thì em thấy nó là ở dạng parabol. Và em đã gắn trục với góc tọa độ là cái điểm chính giữa của điểm này. Em gắn trục cho parabol, sau đấy em viết phương trình của parabol. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mosaic là một hình thức nghệ thuật trang trí, tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ để tạo ra một tổng thể thống nhất. Các mảnh nhỏ này gọi là vật để khảm, thường là các vật rắn, phẳng, phần lớn ở hình dạng vuông vức như thủy tinh màu, đá, gạch, gương, kính. Chất lượng vật lý của nguyên liệu cùng kỹ thuật lắp ghép chính là điểm tạo nên giá trị đặc biệt, cũng là tính chất nghệ thuật của Mosaic. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một tuyển thủ muốn dựa trên vẻ đẹp mê hoặc của nghệ thuật Mosaic để thể hiện khả năng của mình với thử thách điểm ảnh phát sáng. Trên sân khấu có 28 bức hình được trình bày trên 7 chiếc TV. Mỗi bức hình có gần 1 triệu điểm ảnh. Ba giám khảo lần lượt chọn ngẫu nhiên 3 mảnh cắt từ 28 bức hình này theo từng cấp độ tỷ lệ 44, 55 và 66. Tuyển thủ dựa vào mảnh cắt để xác định mảnh cắt đó thuộc bức hình nào. Xác định đúng 2 trên 3 hình, thử thách thành công. Cho chị hỏi đi, hồi nãy Tân lúc mà Tân xem một cái ô vuông ở đây á, thì chị cứ nghĩ là em phải tới thật gần để mà xem cái điểm ảnh, cái điểm màu, tại vì có 1 triệu điểm ảnh lận. Nhưng mà em đứng một khoảng cách nhất định, cách tầm 1,5 mét, 2 mét so với lại màn hình. Và sau đó em không có đứng thẳng không, mà em còn đi qua hai bên. Chị cảm giác như là em đang vẽ 3D đúng như cái ngành nghề của em. Thì có phải là đó là cái cách em thực hiện quan sát cái ô vuông không? Em không có hình dung bằng hình 3D, nhưng mà em tưởng tượng ra cho nó thành hình 2D, rồi gán cho nó thành một cái âm thanh để mình dễ nhận diện. Âm thanh cái gì? Em nói lại, cái hình nó liên quan gì tới âm thanh em trai? Em bắt đầu làm cho người ta trở nên rối não hơn. Có nghĩa là một hình đó em sẽ tưởng tượng nó là một hình ảnh gì đó, ví dụ như em tưởng tượng ra hình đó là hình con chó. Xong con chó em sẽ tưởng tượng nó ra thêm là chi tiết nó hơn, là con chó nó dáng nó sẽ như thế nào, nó ngồi hay nó đứng, là cái áo của nó như thế nào, cái quần của nó như thế nào. Rồi xong sau đó là mình không chắc chắn hơn thì mình sẽ tưởng tượng ra một cái bức tranh phong cảnh có âm thanh, có một cái sự sống trong đó. Thưa anh Thành, đây là năng lực siêu tưởng. Các bạn hãy tưởng tượng thế này nhé. Thông thường một con người bình thường á, muốn tưởng tượng ra một cái gì thường nó sẽ là hình 2D. Những cái hình ảnh mà bạn thích á, thì nó sẽ kèm thêm màu sắc. Còn những ảnh mà bạn không thích dường như khi nó rơi vào não bạn trong một thời gian rất ngắn, nó sẽ biến mất và nó chỉ còn lại trắng đen. Còn siêu tưởng là gì? Siêu tưởng là một năng lực mà Tuấn Phi đã sử dụng để nhận diện tờ giấy trắng. Có nghĩa là bạn ấy sẽ nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng đó và tưởng tượng ra một con vật đang sống và đang đứng trên giấy trắng đó. Cho nên bạn ấy đã yêu cầu trợ lý khoa học cầm cái tờ giấy trắng đó phải thật là yên tĩnh, không được nghiêng. Bởi vì nghiêng, con vật đó sẽ rớt ra khỏi tờ giấy trắng. Năng vật siêu tưởng nó thật hơn cả truyền hình 3D. Nó thật như vậy. Và Tân đang sử dụng năng lực đó vô phần thi Pixel này. Tuyệt vời. Sau khi nghe giải thích thì Thạnh hiểu gì không? Thật ra em hiểu. Với anh nghe giải thích nãy giờ mấy người anh vẫn thấy nó mù mờ. Và anh thấy cái chuyện mù mờ của anh là nó hiển nhiên. Tại vì nếu mà nó rõ ràng thì anh cũng đã giỏi lắm rồi. Anh cũng hiểu rằng cái sức tưởng tượng của em rất tốt, và nó phải có một cái tính toán khoa học ở trong đó. Thì tạm hiểu vậy, nhưng mà không hiểu hết. Cho nên em mới đứng đó, còn anh ngồi đây. Đúng rồi em. Khi con người có ngôn ngữ thì cũng là lúc sách được ra đời. Từ những phát minh của người Ai Cập, Hy Lạp cổ đại hay của các nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới, tất cả đã được lưu lại trên những mảnh da, tảng đá, mai rùa hay những trang giấy trắng, và đã trở thành tài sản vô giá. Ngày nay, sách là nơi lưu giữ những thông tin
chứa đựng toàn bộ trí tuệ nhân loại trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Tuyển thủ tham gia khiêu chiến lần này là một người yêu sách, sở hữu trí nhớ vô hạn, đam mê đọc sách từ năm 6 tuổi, đã đọc và ghi nhớ được thông tin của hơn 1.000 quyển sách tương đương với hơn 500.000 trang giấy, được viết bởi hơn 200 tác giả đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bằng 16 loại ngôn ngữ khác nhau. Để kiểm chứng điều này, Siêu Trí Tuệ Việt Nam đưa ra thử thách Thư Viện Mini. Trên sân khấu, một thư viện mini được dựng sẵn. Ban giám khảo và MC Trấn Thành chọn ngẫu nhiên và đọc lần lượt một phần nội dung trên bìa của 5 cuốn sách. Tuyển thủ phải nhanh chóng liệt kê các thông tin: tên tác phẩm, tên tác giả, năm xuất bản đầu tiên, đơn vị phát hành. Liệt kê đúng thông tin của 4 trên 5 cuốn sách, thử thách thành công. Cho anh hỏi là em bắt đầu mê sách từ khi nào? Từ khi mà em biết chữ thì em đã bắt đầu thích đọc sách. Nhưng mà em đọc nhiều nhất là vào khoảng thời gian cuối những năm cấp 2 và đầu những năm đại học. Nó thay đổi tư duy của em ra làm sao và đối với em nó quan trọng cỡ nào? Trong mỗi giai đoạn, sách nó lại có một cái giá trị riêng với bản thân em. Người ta nói là mỗi người sinh ra chỉ có một cuộc đời, nhưng một cuốn sách sẽ giúp cho người đó sống thêm một cuộc đời nữa. Và qua những tác phẩm mà em đọc thì em nghĩ là em đã sống thêm được rất là nhiều cuộc đời khác, hiểu thêm được nhiều những cái giá trị khác của con người. Chính xác là như vậy. Cho anh hỏi một cái điểm này. Thật ra thì anh xác lập kỷ lục này thì anh đã phát hiện ra nó từ cái câu nhận xét của ông chủ tịch sách kỷ lục thế giới. Ông hỏi anh là trong văn chương nó có kiến thức của chuyên ngành khác hay không? Tất cả mọi chuyên ngành nó đều liên quan với nhau. Từ lịch sử, địa lý, khoa học, thậm chí là cả triết học nữa. Tất cả mọi thứ nó đều liên quan với nhau. Tri thức nhân loại nó kết nối lại với nhau ở một điểm nào đó. Yeah. Và bản chất đầu tiên khi nhân loại tạo ra tri thức, nó không được chia ra, nó nằm chung với nhau. Sau này chúng ta chia ra để chúng ta dễ quản lý, dễ phân ngành, chúng ta dễ nâng cấp nó lên. Nhưng trên thực tế nó có một điểm chung nào đó. Và trong văn chương nó có tất cả các chuyên ngành. Theo Bộ Giáo dục thì trung bình mỗi năm người Việt Nam chỉ đọc hết 4 cuốn sách. Nếu mà so với Nhật Bản, Do Thái, Phần Lan, họ đọc đến 20 cuốn sách một năm. Nhưng cái điều đáng báo động nhất là ở trong 4 cuốn này chỉ có 1,2 cuốn sách là sách ngoài thôi, còn 2,8 cuốn sách còn lại là sách giáo khoa. Đây toàn bộ là 1.000 cuốn sách nằm ngoài, không phải sách giáo khoa. Nếu mà đọc theo tốc độ này của người Việt Nam thì bạn ấy cần sống, chết, rồi sống, rồi chết 3 lần mới đọc hết. Có nghĩa là cần 250 năm mới đọc hết. Còn nếu đọc đúng chuẩn chỉ có 1,2 cuốn sách ngoài một năm thì bạn ấy mất 833 năm mới đọc hết. 833 năm. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nhà toán học Archimedes của Hy Lạp đã từng nghiên cứu các khối đa diện bán đều. Đó là khối đa diện có các cạnh bằng nhau. Các mặt của khối có tại một đỉnh gồm hơn hai loại mặt đa giác trở lên, được sắp xếp theo một cấu tạo nhất định. Năm 1966, nhà toán học người Mỹ Norman Johnson đã hoàn thành nguyện vọng từ hơn 2.000 năm trước của Plato. Ông đã tiến hành phân loại và tổng hợp các khối đa diện lồi với mỗi mặt là một đa giác đều. Người ta gọi đó là khối Johnson. Hôm nay, chúng ta sẽ dùng trí tuệ để khám phá vẻ đẹp của các khối thông qua thử thách Chòm Sao Tri Thức. Trên sân khấu có 105 khối đa diện gồm 13 khối Archimedes và 92 khối Johnson. Ban giám khảo chọn ngẫu nhiên một hình trong 105 khối đa diện đã được khai triển thành hình hai chiều. Hệ thống sẽ ẩn đi các đường kẻ, chỉ còn là những điểm sáng. Các điểm sáng này sẽ được giấu trong một bầu trời với hơn 10.000 điểm sáng gây nhiễu. Tuyển thủ quan sát 105 khối đa diện, sử dụng năng lực ghi nhớ và tưởng tượng không gian để tìm ra vị trí chính xác duy nhất giấu các điểm sáng của các hình khai triển hai chiều mà giám khảo đã chọn. Tiếp theo, tuyển thủ tiến hành mô phỏng hình hai chiều đó trên mặt phẳng và nhanh chóng xác định khối đa diện mà ban giám khảo đã chọn. Hoàn thành chính xác, thử thách thành công. Em trai em có chia sẻ một chút xíu gì về cái cách em thực hiện được cái điều này hay không? Thì thực ra đề này khá là khó, khó với em vì kiểu như là có những hình nó chỉ sai lệch với nhau không đến 1 mm. Bình thường em làm là trên một mặt phẳng, còn đây là màn hình cong. Vì giả sử như là đây 3 điểm không thẳng hàng trên mặt phẳng, nhưng mà khi mà chuyển sang mặt cong thì mọi người sẽ bị đánh lừa bởi thị giác, có nghĩa là nó sẽ thành một đường thẳng. Và nếu khi mà mọi người mà lấy ba cái này mà nối với nhau thành đường thẳng thì sẽ bị sai. Vì vậy là các cái tam giác ở trên màn hình cong này là tỷ lệ là
không chính xác. Vì vậy là em đã có một giải pháp, đó chính là em nhìn qua cái màn hình, độ cong màn hình này thì em thấy nó là ở dạng parabol. Và em đã gắn trục với góc tọa độ là cái điểm chính giữa của điểm này. Em gắn trục cho parabol, sau đấy em viết phương trình của parabol. Đấy chưa xong ạ. Ngoài hành tinh. Xong sao? Em viết phương trình parabol xong thì... Cho viết phương trình nữa. Trên sân khấu này em đã dùng số đo bước chân để tọa độ hóa tất cả các điểm trên đây. Và sử dụng một vài các cái gì mà em còn nhớ khi học ở cấp 3, những cái phép rời hình trong mặt phẳng, trong không gian, để em chuyển các cái điểm từ mặt cong này về mặt phẳng và bắt đầu làm ạ. Riêng việc nghĩ ra một công thức để đối phó riêng trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi như thế thôi, nếu mà thang điểm độ khó có thêm thang điểm 6, chắc chắn là Ramastic không ngần ngại bấm luôn. Trời ơi, tức là phải dịch về cái màn hình phẳng rồi tìm ra đáp án. Wow, không tin được. Không tin được. Dù đó là sự thật, thưa quý vị, tôi phải nói một cái điều này này. Qua những gì mà theo dõi ở đây ấy, thì tôi có trao đổi với Ramastic. Tôi có nói rằng thế này này. Tại sao mà có khá nhiều khán giả khiến tôi bị bức xúc và khiến tôi hơi bị phật ý và tự ái, khi mà khán giả nghĩ rằng đây là bày đặt từ trước. Thưa quý vị, là tôi đã tham gia Siêu Trí Tuệ Việt Nam lần thứ hai, lần nào cũng thế, ngồi ở đây chứng kiến tất cả các bạn ấy giải trực tiếp ở đây, và tôi chưa bao giờ biết nói một lời nói dối trước bất kỳ một ai. Khẳng định tất cả mọi thứ nó diễn ra là hoàn toàn tại chỗ. Quý vị xem, nó có thể 1.5 tiếng đồng hồ, tại đây nó diễn ra tới 5-6 tiếng đồng hồ khi ghi hình một chương trình, để các bạn có thời gian các bạn trực tiếp tìm và đưa ra những cái lời giải. Hơn nữa, ở trong trường quay luôn luôn có các bạn ở đây, những con người là trực tiếp chứng kiến tất cả những cái này. Qua cái phần thi vừa rồi ấy, bây giờ tôi chợt hiểu này, tôi đã có một cái sự trách cứ khán giả hơi vô lý một chút, bởi vì nếu như tôi không được trực tiếp tại đây, tôi ngồi nhà tôi cũng đặt một câu hỏi là có phải thật không. Thật 100%, thưa quý vị, những cái điều mà không thể tin được dù nó là sự thật. 100% là sự thật. Với tất cả những gì tôi đang chứng kiến, Trấn Thành khẳng định. Thử thách viễn thám tinh thông. Từ lâu, vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng được đưa vào giảng dạy trong các chương trình giáo dục phổ thông. Bên cạnh những lý thuyết nền tảng, người học còn thực hành quan sát và định vị trên bản đồ. Một tiết học viễn thám sẽ được tái hiện trên sân khấu của Siêu Trí Tuệ khi tuyển thủ khiêu chiến hôm nay tự xưng là bậc thầy định vị. Theo số liệu thống kê, đến ngày 18 tháng 9 năm 2020, Việt Nam có 605 thị trấn, 1.714 phường, trong đó có 304 phường thuộc các thị xã, 832 phường thuộc các thành phố trực thuộc tỉnh và 578 phường thuộc các quận. Tất cả sẽ được tái hiện ngẫu nhiên trên sân khấu dưới dạng hình ảnh vệ tinh. Trên sân khấu có 2.319 ảnh vệ tinh. Ban giám khảo tiến hành chọn ngẫu nhiên một đơn vị hành chính bất kỳ. 51 thị xã thuộc tỉnh, 78 thành phố thuộc tỉnh, 49 quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương, 529 huyện thuộc tỉnh. Trong thời gian ngắn nhất, tuyển thủ phải trích xuất thông tin, thu thập đầy đủ ảnh chụp vệ tinh các phường và thị trấn trực thuộc các đơn vị hành chính do ban giám khảo chọn, thu thập đầy đủ và chính xác. Thử thách thành công. Qua Quy cảm thấy cái thử thách mà chương trình dành cho bạn á, nó quá sức tưởng tượng luôn á. 2.319 bức hình, nhìn cái bức nào nó cũng giống như bức nào, nó nhà, nó cây, nó sông, nó được y như nhau hết, chứ làm sao mà mình phân biệt được. Mình có tin như chuyện đó không? Thưa quý vị, tiết mục này có lẽ không như chúng ta tưởng tượng. Để đánh giá được chính xác cái độ khó của tiết mục, chúng tôi có mời đến đây một vị khách mời là kỷ lục gia siêu trí nhớ quốc tế tại Việt Nam và kim Chủ tịch Liên minh siêu trí nhớ toàn cầu tại Việt Nam. Thưa quý vị, đến từ trường đào tạo tâm trí lực, xin giới thiệu thầy Nguyễn Phùng Phong. Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến ban giám khảo của chương trình. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang có mặt trong cái trường quay hôm nay.
Thực sự là tôi có rất là nhiều năm đi coi thi quốc tế trong vai trò chủ tịch Siêu Trí Nhớ. Nhưng hôm nay thực sự tôi đến cái trường quay này tôi rất là xúc động và tự hào. Bởi vì trong cái thời gian mà chờ đến cái tiết mục mà tôi xem về kỹ thuật đấy thì tôi có đi lòng vòng ở trong cái hội trường này. Có thể quý vị khán giả coi chương trình chỉ thấy trong hội trường đã thấy rất là hoành tráng rồi. Nhưng mà xung quanh rất là nhiều ekip đang làm việc rất là tập trung. Và điều này đã tạo ra một cái chương trình siêu dịch rất là tuyệt vời. Và tôi vô cùng biết ơn ban giám khảo cũng như tất cả quý vị đang hiện diện ở đây đã tạo ra một cái sân chơi cho nhân tài Việt Nam có cơ hội được tỏa sáng. Xin cảm ơn. Đó là cảm ơn những lời nói chân thành của thầy Phong. Trước tiên thì Thành xin nói với quý vị như thế này. Từ năm 2014, giải thưởng Nobel của khoa học đã bắt đầu trao cho cái giải thưởng về tế bào và cái khả năng định vị tọa độ của con người. Người ta nghiên cứu là trong cái não bộ chúng ta nó có nhiều cái thùy. Thì ở trong đó nó có một cái thùy gọi là thùy hải mã. Nó có những cái tế bào kích thích làm cho người ta có thể nhận diện và định vị được tọa độ, vị trí, địa lý. Với tất cả những cái dữ liệu này, thầy sẽ chia sẻ với chúng ta biết về cái độ khó chính xác của tiết mục này. Xin mời thầy. Đối với tôi thì khi mà tôi quan sát qua 2319 cái bức hình mà được chụp vệ tinh như thế này thì tôi đánh giá đây là một cái tiết mục rất là khó. Đối với người bình thường là cực kỳ khó. Và để làm được cái việc này thì cái người chơi như Trí phải rất là mạnh về khả năng gọi là nhận diện chi tiết cái hình ảnh được quyết định bởi cái thùy chẩm bên phải của cái não bộ của Trí. Và phải rất là xuất sắc trong cái việc định dạng chính xác không gian. Và cái chức năng này nó được quyết định bởi cái thùy trước trán bên phải của Trí. Đó là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ đó là mình phải có đủ cái thời gian để mà mình luyện tập, để mà sử dụng cái trí nhớ dài hạn hay còn gọi là trí nhớ học thuật, để mình lưu trữ những cái mà mình quan sát được đó. Thì để mà làm được cái việc này thì trong cái cuộc thi mà siêu trí nhớ của thế giới nó có 10 môn. Và nó có một môn rất là khó mà nó giống cái môn này. Đó là môn hình ảnh trừu tượng. Thì cái môn này rất là nhiều cái hình nó giống tương tự nhau. Và rất là nhiều thí sinh đã bỏ cuộc bởi vì không thể nhận định ra được hai cái hình nó na ná như cái kiểu của những bức tranh chụp từ vệ tinh như thế này. Cái việc mà chương trình đưa ra một cái thử thách như vậy là theo tôi là nó quá sức là lớn đối với người học bẩm sinh. Bởi vì là cái ảnh mà chương trình đưa ra là ảnh vệ tinh, nó không phải là ảnh vẽ kỹ thuật. Khó khăn nhất chính là có những cái khu vực mà nó có hình dạng, hình dáng na ná nhau. Ví dụ như là các khu đô thị, hoặc là các cái khu mà miền Tây sông nước, hay là những cái khu đồi núi cao nguyên. Tôi rất là mong là em sẽ thể hiện xuất sắc để cho thế giới biết là Việt Nam chúng ta có những nhân tài thực thụ. Dạ vâng. Thưa thầy, cái điều này á là những cái học trò mà siêu trí nhớ, họ có thể dùng cái biệt tài về nhớ dai để học nhanh hơn bạn hay không? Hay là chỉ là những người có năng khiếu như bạn mới có thể nhớ được hết ạ? Cái tiết mục này nằm nếu mà chỉ đơn giản là học bài để nhớ lâu, ví dụ như nhớ 7 cái hằng đẳng thức, hay là nhớ cái bộ nguyên tố hóa học, hay là nhớ các cái quốc kỳ quốc huy, thì là nó một phần nó đơn giản thôi. Còn đây là một cái nó phối hợp nhiều cái kỹ năng khác nhau. Dạ vâng. Nên nó là một tiết mục rất là thú vị để chúng ta đáng để chúng ta xem. Thử thách origami biến hình. Origami, môn nghệ thuật gấp giấy có xuất xứ từ Nhật Bản. Origami, sự kết hợp những cách gấp đơn giản để biến những mẫu giấy 2D thành những tác phẩm 3D độc đáo với nhiều hình dạng phức tạp. Mỗi tác phẩm origami đều có một bản vẽ nếp gấp với hai mặt A và B. Những nếp gấp lồi và những nếp gấp lõm sẽ ngược chiều nhau. Ban giám khảo sẽ thêm các điểm tùy ý nhưng không trùng lập vị trí trên hai mặt A và B. Tuyển thủ sử dụng năng lực không gian để tính toán, suy luận và cho biết có bao nhiêu điểm chấm lộ ra ngoài sau khi hình thành mô hình của tác phẩm, thực hiện đúng 2 trên 3 hình, thử thách thành công. Thưa quý vị, Đức Giang đã vừa làm một chuyện kinh ngạc. Thật sự, đây là một kết quả mà cả hai đấu thủ trên đấu trường quốc tế vẫn chưa thực hiện được. Và ngày hôm nay, Đức Giang đến từ Hà Nội đã pass được qua cái exam này. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Đức Giang, thưa quý vị. Đây là một cái công thức nào đó em tự nghiên cứu được qua cái hình học không gian, hay là do thực sự là do cái trí tưởng tượng của em mang đến? Thực ra thì anh cũng có thể thấy là mỗi một cái hình, cái cách gấp, cái thiết kế đồ nó rất là khác nhau. Thế nên là không có một cái quy luật nào để áp dụng giải chung cho tất cả các hình cả. Với mỗi một hình thì em có một cái cách giải riêng. Con sư tử chẳng hạn, em nghĩ là nếu mà anh Tuấn là người gấp thì anh sẽ gấp những cái nét ở giữa trước, tức là nét dọc và nét ngang để định hình cái tờ giấy, sau đó mới bắt đầu phát triển lên những cái nét ở bên ngoài. Em thì em không biết gấp, em sẽ dựa vào cái thiết kế đồ đấy, em gập những cái nếp gấp ở ngoài và trước để nó co cái hình lại.
có những cái nếp gấp thì chỉ cần gấp một lần là xong, còn những cái nếp gấp thì cần phải gấp nhiều lần. Thì em sẽ hình dung trong đầu là em gấp những cái nếp giấy đấy, nếu mà gấp đến một bước ở đấy mà cảm giác gấp không được nữa thì em sẽ quay trở lại và gấp một cách khác nữa. Ồ, trong ba hình lần này khó nhất, hình của chị Tóc Tiên là khó nhất ạ. Nhưng mà em sai số hình đó ít nhất luôn đó. Vâng. Và hồi nãy em thấy em không tin là bạn có thể làm được, bây giờ bạn đã vượt qua được, em nghĩ sao về những gì em vừa chứng kiến? Nghe bạn nói xong thì em có một cái liên tưởng như vậy. Trong origami nó có một cái phần mềm gọi là Oriba, là phần mềm giải những cái thiết kế đồ này dành cho người biết gấp giấy. Và những cái gì mà lập trình trong đầu của bạn là giống như là rất là nhiều năm người ta biên soạn ra cái chương trình đó và nhét vào đầu bạn. Em nghĩ là nãy em ra đề thì sao cơ? Em ra đề thì tricky hơn rồi. Em nghĩ vậy. Em nghĩ vậy. Thí dụ mà nãy người ta, cái người ta biết cái con là khó nhất ta ra đề, em nghĩ em có qua nổi không? Em nghĩ nếu mà cho em làm lại em vẫn tự tin. Đừng đùa. Ban nãy khi mà tôi chọn ấy thì tôi phải tham khảo ý kiến của chuyên gia này, của anh Tuấn. Và anh ấy nói rằng ở đây có hai cái con vật mà theo anh ấy là khó nhất, đó là con hiêu và con gà tre. Nhưng mà với góc độ từ bạn Giang của chúng ta thì bạn lại cho rằng là khó nhất là cái đầu hiêu. Thế thì tại sao lại có sự khác biệt của hai người mà đều am hiểu về cái lĩnh vực này như vậy giữa Tuấn và Giang? Theo Tuấn thì sao? Câu hỏi tuyệt vời. Tại vì đối với cháu á, cháu sẽ đánh giá một mẫu gấp trên cái góc nhìn của một người biết gấp giấy, chứ không phải là một người giải toán hình. Còn đây là giải toán thì không hề biết gấp giấy. Dạ. Nó khác nhau ở chỗ đấy. Nó giống như cái cách mà hồi nãy bạn Giang nhờ bạn Tuấn đổi chiều cái tờ giấy lại. Thì là đấy theo cái cách của Giang. Vì cái cách nhìn của Tuấn với, nó khác. Đúng rồi, với Giang thì cái đấy lại rất quan trọng. Và với Tuấn thì cái đấy là, bắt đấy chú nghe thấy Tuấn nói là không có nhiều ý nghĩa lắm đúng không? Thế mới biết rằng là mọi con đường đều đến thành Rome đúng không? Chúng ta có thể đến một cái kết quả nào đấy bằng nhiều cách chứ không phải chỉ một cách duy nhất. Và đấy là sự phong phú. Cảm ơn, xin cảm ơn. Như anh Tuấn có nói là hai hình đấy là khó, nhưng mà đối với cháu là người giải mà cháu không biết gấp ạ, thì cháu đánh giá là những cái hình nào mà nó có những cái điểm hiện không tạo thành hình thù nhất định mà nó được tạo bởi nhiều nếp gấp gấp chồng lên nhau, và cái điểm hiện cuối cùng trong sau rất nhiều lần gấp như vậy thì mới là cái khó. Đấy là cháu nói hay là cái phần mềm mà anh Tuấn nói là như là dài ở trong đầu cháu nói? Kìa, ở đây nó có một cái thú vị này này. Tôi tự nhiên liên tưởng tới cái trí tuệ nhân tạo và con người. Một bên anh Tuấn rõ là một con người biết gấp và làm mọi cái theo cái cách suy nghĩ của một người trực tiếp làm. Còn bên này thì như anh Tuấn nói thì là hình như là nó có gài một phần mềm đấy trong này. Cả hai bên đều có một cái đáp án. Vậy chúng ta chọn cái gì? Tôi chọn con người. Cái cách mà người trực tiếp Tuấn anh làm. Không, nhưng mà anh ơi, xem bạn Giang, bạn giải đề rất là thú vị. Giống thú vị như mà. Mình xem những cái phim mà khoa học viễn tưởng người ta hay có mấy cái đúng động rồi. Tác thì mình chỉ thấy trên phim thôi. Tại vì công nghệ chưa tới. Nãy người ta không có làm động tác như em. Có mà. Người ta chỉ tưởng tượng trong đầu thôi. Có mà Giang nói đúng không? Trong quá trình làm ấy thì em cầm cái bút để đo góc. Tức là khi mà gấp những cái nếp giấy vào thì nó sẽ tạo ra những cái góc kiểu góc phân giác ấy. Đó thì những cái sai số thường là nằm trong cái khoảng đấy. Ví dụ đề của anh Sobin ấy thì sẽ xuất hiện hai điểm nó nằm ở trong góc phân giác như vậy. Thế nên là vô tình cái độ chênh lệch của nó chỉ có vài mm thôi. Số nguyên tố tung hoành. Mật mã của chương trình được giấu trong ba cụm từ khóa: sự kiện, nhân vật, câu chuyện, vân vân. Ba cụm từ khóa này được tạo lập từ ba bảng chữ cái riêng biệt. Mỗi bảng chữ cái có 26 ký tự từ A đến Z, là một dãy số nguyên tố liền kề nhau. Tuyển thủ chỉ được biết số nguyên tố của chữ A, không được cung cấp 25 số nguyên tố còn lại, và tiến hành quan sát dãy số đang chạy ngang dọc để tìm ra đâu là số nguyên tố và đưa ra chính xác từ khóa của bộ số nguyên tố đó. Sau khi tìm được 3 từ khóa, tuyển thủ đưa ra được mật mã của chương trình thử thách thành công. Thưa quý vị, đây là giải của bạn. Trời ơi. Gọn gàng, tính sao? Nói anh nghe đến hiểu chứ coi. Cái này có phải là phiếu giữ xe tháng ở chung cư không? Thôi thì em cũng hy vọng không phải là một thứ như thế. Ừ. Thực ra thì em không tính cụ thể tất cả các số nguyên tố theo cách là kiểm tra từng số và chia từng số một, mà em sẽ thực hiện tính một loạt cả 26 số nguyên tố dựa vào một kỹ thuật cổ có tên là sàng Eratosthenes. Thì đây là một cách để có thể
sàng lọc nhanh tất cả các số nguyên tố bằng cách là loại hết tất cả những số mà cùng là ước của một số nguyên tố khác, và lặp lại như thế cho đến một giới hạn nhất định thì cái sàng đó sẽ được coi như sàng xong và những số chưa bị gạch đi, tức là những cái ô trên tờ vé tháng chung cư mà chưa bị gạch đấy ạ, sẽ là những số nguyên tố còn lại. Và sau đó nhiệm vụ của em sẽ là xác định xem nó sẽ là A, B, C, D hay là cái chữ cái nào đó tiếp theo. Việc em kẻ bảng như thế này thực ra chỉ là một cách để rút gọn lại quá trình tính toán của mình mà thôi. Và cái điều theo là phải tính rất nhiều phép tính chứ không có một cái công thức riêng nào nhá.